Greetings, dear ones. I'm Chào các Cryon. Bạn, tôi là Cryon đến để phục vụ cho từ trường trái đất. Tối nay tôi muốn tiết lộ một hệ thống vô cùng quan trọng đối với bạn theo cái cách mà tôi chưa từng làm trước đây. Chúng ta có thể gọi nó là mở đầu cho những thông tin về Innate. Chúng tôi đã có một bài dẫn kinh trước đây, một bài nói về hệ thống nội tại bí ẩn Innate. Chúng tôi đã đưa cho các bạn một số khía cạnh về chính thân thể của các bạn. Và chúng tôi muốn bổ sung thêm vào tối ngày hôm nay. Tôi đã trao những thông tin này cho người cộng sự của tôi, và anh ta đã nhận được chúng thông qua trực giác. Anh ta thậm chí đã bắt đầu một chương trình xoay quanh nó, nhưng nó chưa bao giờ được dẫn kinh cho đại chúng. Tính nhất quán ở bên trong cái cách mà tôi đang làm việc cùng với anh ta, nó đã thúc đẩy tôi rằng tôi nên trao những thông tin này cho các bạn để cho các bạn có thể lắng nghe và phân tích nó cùng lúc khi cộng sự của tôi bắt đầu giảng dạy về nó, để giúp cho những người khác được biết về những gì anh ta biết khi anh ta bắt đầu quá trình của chính mình. Các bạn thân mến, giờ là lúc cần phải dạy về thứ nằm ngoài những gì các bạn đã biết trong quá khứ. Nó bắt đầu xác định và cho bạn thấy một vài khía cạnh vĩ đại ở bên trong. Vào buổi sớm ngày hôm nay, tôi đã nói tôi biết những ai đang có mặt ở đây. Đây là một gia đình. Tôi đang nói chuyện với một gia đình đang có trong căn phòng này, đang lắng nghe bài dẫn kinh. Và tôi sẽ nhắc lại tính vô thời hạn của những thông tin mà tôi sẽ nói ra ở đây. Nó sẽ trường tồn. Có những người đang lắng nghe thông điệp lần đầu ngay vào lúc này, dù thông điệp đã được nói ra từ lâu trước đó, nhưng nó sẽ vẫn mới mẻ đối với họ, cũng giống như với bạn vào lúc này. Năng lượng cũng sẽ vẫn tươi mới như vậy. Và tôi nói với các bạn rằng từ thực tại thời gian vô hạn mà tôi đang hiện hữu, tôi mãi mãi thấy được tiềm năng của tất cả những ai đang lắng nghe. Tôi biết ai là người đang lắng nghe. Và rằng, các bạn thân mến, đối với các bạn, nó có thể khó khăn. Nhưng tôi muốn nói với các bạn về một quá trình. Nó xảy ra trong cơ thể các bạn. Nó không chỉ rất bí ẩn đối với chính bạn, bởi vì nó là một quá trình không biểu thị rõ ràng trong chiều không gian thứ ba. Nó lẩn khuất ở nơi bạn không biết làm sao để hoàn toàn tìm thấy được nó. Nhưng nó thuộc về cơ thể của bạn đến mức mà nó chính là bạn. Và bạn có thể hỏi, làm sao mà một thứ tồn tại ở trong tôi mà tôi lại không hề biết? Và tôi sẽ trả lời rằng các bạn đang không hoạt động tối đa công suất của mình đâu. Và rằng chủ đề của năm nay chính là sự hiệu chỉnh của toàn bộ nhân loại, bao gồm cả sự tiến hóa trong tinh thần. Và chúng tôi sẽ nói thêm một chút về điều này trong bài dẫn kinh này. Nhưng trước tiên, hãy xác định Innate là gì? Điều gì làm cho Innate trở nên bí ẩn với các bạn như vậy? Đó là bởi vì nó không phải hoạt động như một bộ não. Nó có thể là một trong những hệ thống duy nhất trong cơ thể mà không hề có sự tập trung trung ương. Điều này rất khó nói, nó vẫn chưa được phát hiện, vẫn chưa được y học biết đến, nhưng các bạn đã quan sát thấy nó suốt nhiều năm. Những gì nằm trong DNA của các bạn rất khó giải thích.
hàng tỷ phân tử ở trong DNA của cơ thể đều đang giao tiếp với nhau vào mọi lúc. Nó đã luôn là như thế. Nếu bạn ngẫm nghĩ về công dụng của DNA, làm sao mà cơ thể của bạn biết được nó cần loại tế bào nào và ở chỗ nào? Innate chính đang chịu trách nhiệm cho việc này, chính xác là từ khi bạn sinh ra. Cái mà các bạn gọi là DNA thật sự là một trung tâm điều khiển thần bí. Nó chính là trường bao quanh hàng trăm tỷ phân mảnh DNA, và tất cả chúng đều biết rằng chúng là cùng một thể, và thể ấy chính là innate. Vì thế bạn có thể nói rằng nó chính là tổng thể của các tế bào DNA trong thân thể, được xem là một thể. Đó là cái mà các bạn gọi là thân thể trí tuệ. Innate phân quyền, và không có một cơ quan duy nhất nào trong cơ thể chịu trách nhiệm cho innate, mà từng phần của cơ thể đều liên đới với các hệ thống của thân thể trí tuệ này. Các bạn thường phát hiện ra nhiều thứ thông qua innate khi bạn test các bó cơ bằng cơ thể động học, những cái gõ, những cái hệ thống khác đều sẽ cho bạn cái chúng tôi gọi là sự hồi đáp thông minh, để giúp tìm ra thân thể trí tuệ muốn nói gì với bạn. Và những ai thực nghiệm được điều này đều biết rằng họ đang đối thoại với một trường tồn tại trong cơ thể, chứ không phải là một cơ quan hay một tuyến nào cả, không phải bộ não. Vì thế mà điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn về innate đó là nó trải rộng khắp cơ thể. Bất cứ thứ gì có chứa DNA trong thân thể bạn, và nó thường là một thứ gì đó mà bạn có thể nghĩ về, có lẽ là một phần chính yếu của thân thể bạn, ví dụ như là trái tim, và bạn cảm thấy như mình đang nói chuyện với con tim, nhưng không phải. Innate hiện hữu trong cả móng chân của bạn, trong từng sợi tóc. Innate ở khắp mọi nơi nào mà DNA có mặt, trong bất cứ dạng thức nào. Nó độc nhất vô nhị, và nó chính là bạn. Bây giờ tôi đã nói với bạn rằng y học đã thấy nó, nhưng họ không hiểu được. Hãy để tôi cho bạn một ví dụ. Khi con người bị tổn thương cột sống nghiêm trọng sau một vụ tai nạn, nó rất nghiêm trọng và tổn thương. Chúng tôi đã nói về điều này trước đây rồi. Bạn không thấy chuyện đó? Nó không mọc trở lại trong khi tất cả những thứ khác trong thân thể đều được lập trình để tái tạo tế bào, nhưng lại không tự tái tạo các dây thần kinh sao? Chúng tôi cũng nói với các bạn sẽ có một ngày chúng sẽ tự tái sinh, và đó là một phần của cái gọi là con người tiến hóa. Nó đang đến, nhưng hãy để chúng tôi nói về tình trạng hiện tại. Hãy xem xét trường hợp một người phải ngồi xe lăn. Người ấy không thể di chuyển bất cứ phần nào khác ngoài phần đầu của mình. Các bạn lý giải điều này như thế nào? Khi các dây thần kinh cột sống đều bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng những thứ còn lại dựa trên tín hiệu của não bộ lại vẫn có thể tiếp tục làm việc ư? Trái tim vẫn tiếp tục co bóp. Nhưng chẳng phải người ta bảo với bạn rằng trái tim cần có bộ não để gửi ra tín hiệu đó sao? Rằng bộ máy tiêu hóa cần nhận tín hiệu từ não bộ để tiêu hóa đúng. Bộ máy sinh sản cũng vậy. Và hầu hết các hoạt động của cơ thể ở vùng phía dưới cái cổ lại hoàn toàn không hề bị gián đoạn, trong khi não bộ không hề đang gửi tín hiệu gì nữa. Các bạn giải thích điều này như thế nào? Y khoa thật ra đã có dùng một từ để gọi tên cho nó, và từ này chỉ ra một điều gì đó đang nắm quyền kiểm soát bẩm sinh ở trong cơ thể. Nó chính là innate, chính là DNA đang giữ cho cơ thể của bạn sống. Thật ra DNA của cơ thể
liên kết trực tiếp với bộ não và nó sẽ vẫn gửi các tín hiệu từ bộ não bằng trường lượng tử. Hãy ghi nhớ, trường DNA sẽ luôn liên kết với toàn bộ thân thể vào mọi lúc, cho dù cột sống đã bị tổn thương. Trường DNA sẽ tiếp nhận rồi gửi tín hiệu tới trái tim, hệ thống tiêu hóa và những nơi khác, nhưng không gửi tới các cơ bắp. Tôi muốn các bạn xem xét một điều mà bạn sẽ biết rằng tôi nói đúng. Nhờ đó mà bạn có bằng chứng về việc innate, thân thể thông minh sẽ giúp bạn tiếp tục sống dù cho dây nối với bộ não có bị tổn thương nặng nề. Đó là lý do tôi gọi nó là thân thể thông minh. Innate thông minh hơn cái mà các bạn gọi là các cơ quan sống còn, ví dụ như não bộ. Innate được kết nối với một điều mà các bạn nên biết. Innate kết nối với Higher Self và Innate cũng kết nối với bộ nhớ vũ trụ, bộ nhớ Akashic của từng cá nhân. Nó chứa đựng trong DNA. Chúng tôi đã đưa thông tin này cho các bạn từ rất lâu về những lớp của DNA. Và giờ đây chúng tôi sẽ nói với các bạn rằng trường DNA chứa đựng một tập hợp tâm thức gọi là innate. Đã đến lúc các bạn hãy xem DNA của chính mình là một thứ, chứ không phải là hàng tỷ thứ. Khoa học vẫn chưa nhận biết được rằng DNA giao tiếp với chính nó. Và nó phải làm như thế để cho các bạn có thể sống theo cái cách mà các bạn đang sống. Vẻ đẹp của những gì chúng tôi đang dạy ở đây rằng thân thể vật chất mà bộ não đang kiểm soát đang dần bắt đầu bắt một cây cầu kết nối với innate, và mối liên kết này sẽ thông qua trực giác. Và cuối cùng, khi thời khắc sẽ đến, khi con người sẽ tự có thể cảm nhận được tình trạng sức khỏe của bản thân mình bằng trực giác. Khi đó, con người không chỉ tự biết sức khỏe của bản thân mình, cái gì đang nạp vào cơ thể và điều gì đang xảy ra bên trong, mà còn chuyện gì đang xảy ra với bộ nhớ Akashic của mình. Tôi có ba điều tôi muốn miêu tả cho các bạn vào ngày hôm nay. Tất cả đều không phải là sự mặc khải hay sự ôn tập lại gì cả. Tôi muốn nói với các bạn innate làm chức năng gì, và tôi muốn nói với các bạn rằng innate có chương trình của nó. Innate được lập trình cho một điều mà bạn nên biết. Tương tự như bộ não được lập trình để cơ thể vật lý được tồn tại, innate được lập trình để cơ thể tinh thần tồn tại. Bạn có thể đặt câu hỏi, hiệu lệnh của nó là gì? Quyền chỉ huy chính ở đâu? Nếu các bạn muốn sử dụng thuật ngữ đó để chỉ về linh hồn con người, tại sao các bạn lại đang có mặt ở đây thế? Bộ não giữ cho các bạn sống sót, các bạn thân mến, và não bộ giúp cho các bạn trong mọi hoạt động sống hàng ngày. Nó cố gắng giữ cho bạn được an toàn. Nó ghi nhớ những thứ không tốt cho cái thể vật lý của bạn ngày này qua ngày khác, nhưng innate thì khác. Tôi muốn các bạn suy nghĩ chốc lát về điều mà innate biết. Innate biết điều mà những dân tộc cổ xưa đều biết. Loài người đã có mặt ở trên trái đất này bao nhiêu lâu rồi trước khi nó phải ra quyết định? Innate biết điều này, và DNA của bạn biết. Innate cần phải làm gì? Nó sẽ làm tất cả những gì nó cần để cho phép bạn thức tỉnh, cho phép con người băng qua cây cầu và tiến tới một hành tinh đã được thăng lên. Đó chính là mục tiêu của Innate. Đó là cơ thể thuộc linh được sống sót. Tất cả những thiết kế đều được xoay quanh câu hỏi này để thúc đẩy bạn tiến tới trong bất cứ cách nào có thể để nhận thức được linh hồn của mình. Đó chính là chức năng của Innate. Trong quá trình diễn ra,
chính innate cũng phải băng qua cây cầu cùng với sinh hóa của thể vật lý theo những cách thức rất khác. Innate chịu trách nhiệm việc chữa lành bệnh tự phát. Bạn có muốn biết chuyện thân thể đột nhiên tự khỏi bệnh là từ đâu ư? Làm sao mà một căn bệnh bỗng nhiên biến mất? Làm sao cơ thể vật lý lại có thể phản ứng và thanh lọc một sự mất cân bằng đến mức độ đó chỉ sau một đêm được? Làm sao mà những tế bào có thể mọc lại theo một mức độ nhanh chóng cho phép thân thể hoàn toàn chữa lành chỉ qua một đêm? Tôi chỉ vừa đưa cho các bạn một thứ mà các bệnh viện đã quan sát thấy lặp đi lặp lại. Họ chụp phim và họ không biết phải giải đáp ra sao. Nó chỉ có thể được gọi là một phép màu. Không, không phải là phép màu. Nó chính là innate. Đó là năng lực mà bạn sẽ có được. Khi innate có thể bắt đầu kết nối cây cầu với thân thể vật lý của con người, loài người như bạn đã từng biết đến sẽ biến mất. Và thay vào đó, đó là một giống loài có thể trường thọ và có thể tự sửa chữa chính mình, thậm chí là các chi có thể mọc lại. Cơ thể các bạn đã được thiết kế như thế đó, các bạn thân mến. Các bạn nên hiểu được điều này. Và hôm nay chúng ta hãy nói về nó. Trong quyển sách Cryon 1, suốt bao năm tôi đã nói về trách nhiệm của innate. Tôi đã nói đã đến lúc các bạn buông bỏ nghiệp của mình đi. Nghiệp được cất giữ ở đâu? Nghiệp là kết quả của những kinh nghiệm đến từ tiền kiếp. Nó bị kéo theo vào thân xác luân hồi từ phía bên kia của bức màn. Nó là năng lượng của cái chưa hoàn thành. Nghiệp chính là như vậy. Nó nằm ở trong DNA và innate cai quản nó. Và vì thế, khi chúng tôi nói đã đến lúc buông bỏ nghiệp của bạn, chúng tôi đã nói với các bạn phải làm ra sao. Bạn phải nói chuyện với cơ thể của mình, nói chuyện với các tế bào của mình và nói: tôi đã xong việc với năng lượng từ quá khứ, tôi buông bỏ nghiệp và tôi tiến lên phía trước. Đây là những lời hướng dẫn đầu tiên các bạn nhận được từ tôi về quá trình băng qua cây cầu từ thể vật lý để đi vào innate, ý định thuần khiết của thể linh hồn. Bạn nói chuyện với thân thể của mình một cách thuần khiết đến mức thân thể bạn có thể hiểu được và hành động theo đó. Và đó là cách mà bạn buông bỏ nghiệp. Giờ tôi muốn bạn xem xét những gì chưa được nói ra. Liệu bạn có thể hiểu được rằng khi bạn tiến vào một năng lượng mới, các bạn, những linh hồn già không còn cần đến nghiệp nữa không? Thân thể thông minh không thể tự buông bỏ nghiệp cho bạn hay sao? Và câu trả lời là không. Bây giờ hãy lắng nghe đây, bởi vì đây chính là lời dạy của ngày hôm nay. Bạn thấy đấy, dù innate có thông minh đến thế nào, nó cũng chỉ là được lập trình. Và nó được lập trình để bản thể thuộc linh tồn tại được. Và nghiệp đã luôn là một phần đã giúp đỡ cho bản thể thuộc linh tồn tại. Các bạn cần phải hủy lập trình này bên trong innate đi. Chương trình này có một xu hướng thiên lệch. Bạn đã sống bao nhiêu kiếp người thì nó đã lập trình bấy nhiêu kiếp sống. Nó đã thiết kế để thực hiện một vài chức năng theo một cách thức. Và tâm thức chính là chìa khóa để thay đổi nó. Đã luôn là như vậy và sẽ luôn là như vậy. Để hủy lập trình, bạn cần sự tự do chọn lựa của mình. Cái mà tôi sẽ gọi là hiệu lệnh của innate. Và buông bỏ nghiệp là hướng dẫn đầu tiên mà chúng tôi muốn đưa ra. Giờ sẽ có thêm vài thứ nữa và nó sẽ trở nên phức tạp hơn. Innate được lập trình để cố gắng giữ cho bạn phát triển tâm linh. Và hệ thống cổ xưa tồn tại trong innate vẫn đang cháy. Và các bạn phải hủy chương trình này của nó đi. Bạn có thể gọi nó là việc tái lập trình thông qua tâm thức.
không hề khó khăn đâu. Tâm thức với ý định thuần khiết chính là Đức Vua. Bạn đã luôn biết được điều này, rằng bạn có thể thay đổi sinh hóa để tự chữa lành, và việc trò chuyện với Innate chính là chìa khóa. Bạn muốn kích hoạt hệ thống chữa lành cấp tốc của mình như thế nào đây? Hãy nghĩ về điều này. Bạn có thể làm được. Đây chính là bước tiếp theo, các bạn thân mến. Hãy nói chuyện với cấu trúc tế bào của mình và làm chủ sinh hóa của bản thân. Làm chủ sinh hóa là một việc, làm chủ Innate là một chuyện khác. Nó chính là bạn, và bạn được phép làm như vậy. Chúng tôi đã nói với các bạn vài điều vào buổi dẫn kinh gần đây. Chúng tôi đã nói rằng những lời khẳng định rất quan trọng. Bây giờ, những lời khẳng định không phải là những câu từ vô nghĩa cứ lặp đi lặp lại. Bạn biết sự khác biệt giữa những lời bạn ghi nhớ từ những điều người khác đã dạy cho bạn, và khi bạn ghi nhớ và lặp lại một cách vô tâm những lời ấy tới một số lần nhất định, thì không ai đang thèm lắng nghe cả đâu. Không một ai cả. Bởi vì nó không có ý nghĩa gì, nhưng chỉ là những câu chuyện nói chuyện vô nghĩa với chính mình. Chỉ là vậy thôi. Khi bạn tập trung vào tâm thức của mình và bạn đặt một ý định thuần khiết, bạn thật sự mong muốn như vậy. Đó là khi bạn đặc biệt tự tạo ra những lời khẳng định cho riêng mình từ chính tâm thức của mình, và bạn đặt vào thân thể mình vào một thời gian có kế hoạch nhất định, có mục đích. Bạn đã có một cuộc hẹn với Innate, và bạn sẽ nói chuyện với Innate và nói ra những lời khẳng định của mình. Và đó là cách để làm việc này một cách hiệu quả. Bạn phải nói chuyện với Innate như đang nói chuyện với người bạn thân của mình, như đang có một người bạn đang ngồi ngay trước mặt bạn, và bạn sẽ có một cuộc trò chuyện định sẵn. Liệu bạn sẽ chỉ cứ ngồi đó và lặp đi lặp lại một lời nói với người bạn của mình đang ngồi đó chăng? Và câu trả lời là không. Bạn sẽ tôn trọng người ấy là người có trí tuệ để ngồi đó và lắng nghe bạn nói. Bạn cũng đối xử với Innate như thế. Innate là cơ thể thông minh, và đã đến lúc bạn phải tái lập trình lại điều đó. Nó nghĩ linh hồn của bạn đang tồn tại ra sao, bởi vì Innate vẫn chưa vượt qua được điểm mốc đó cùng với bạn. Tâm thức của bạn đã vượt qua để đến với năng lượng mới, và giờ là lúc bạn phải tái lập trình lại mọi thứ. Các bạn thân mến, sự hiệu chỉnh không phải là tự động. Các linh hồn già thân mến, có một vài điều các bạn cần phải biết. Các bạn có thấy thú vị về điều Innate biết tất cả các kiếp sống trước đây của bạn, nhưng bạn lại không biết không? Làm sao mà một hệ thống lại biết được? Bạn có muốn biết trong những kiếp trước bạn đã biết được những gì mà nó có thể trở nên hữu dụng cho bạn vào ngày hôm nay không? Chúng tôi đã nói về việc này, về việc khai thác bộ nhớ Akashic của bạn bằng sự tự do chọn lựa của tâm thức, bằng cách nói chuyện với Innate. Hãy thử các bộ cơ của mình, có thể gõ vào cơ thể mình, khẳng định hoặc bất cứ thứ gì bạn có thể làm. Hãy vượt qua logic của thân thể vật lý, của não bộ con người. Bạn phải nghĩ theo một cách khác. Bạn đã quen với việc lặp đi lặp lại bao nhiêu lần một lời nói, còn có thể phải nói to cỡ nào. Bạn quen với những khái niệm về đường thẳng và mong thay đổi được những gì ở bên trong bạn. Bạn có biết rằng cách chữa trị bằng vi lượng đồng căn có hiệu quả là nhờ vào Innate không? Rượu thuốc gửi tín hiệu tới thân thể thông minh, và để cho thể này thực hiện những thay đổi theo như ý định của người chế tạo rượu thuốc này. Đó là cách mà phương pháp vi lượng đồng căn hoạt động. Nó được thiết kế để gửi một tín hiệu cho Innate và bảo nó phải làm việc này. Nó có hiệu quả không? Ồ, có đấy. Bạn thấy đấy, lẩn khuất ở đâu đó, ở cái nơi mà chúng tôi đang nói bạn hãy kết nối, nó có toàn thể khái niệm về bạn là ai. Nếu bạn kết nối với Innate, bạn có thể bắt đầu tìm ra bạn đã từng là ai. Innate sẽ cho bạn thông tin bạn cần biết, bởi vì
nó thông minh. Bạn có thể hỏi innate, bạn đã từng là ai trong quá khứ, và nó sẽ không nói cho bạn nếu như thông tin đó không quan trọng đối với sự tiến hóa thuộc linh của bạn. Nhưng nó sẽ đẩy tới cho bạn một cái nghiệp để bạn phải bước vào một hoàn cảnh mà nó nghĩ là cần thiết cho sự tiến hóa linh hồn của bạn. Vậy, hãy nói về điều bạn cần phải lập trình lại và cũng là vấn đề lớn nhất của innate ở bên trong bạn. Thứ nhất, hãy buông bỏ nghiệp của bạn đi. Chúng tôi nhắc lại, đó là điều thứ nhất. Điều đang tiếp tục đưa đẩy và các bạn thân mến, nó chính là gót chân Achilles của bạn. Điều mà đang tồn tại mà bạn lại không thể hiểu được vì sao nó tồn tại, tôi nói với các bạn, nó chính là năng lượng của quá khứ. Hãy loại bỏ nó. Innate sẽ làm điều mà bạn nói nó làm nếu nó thấy rằng đó là logic của linh hồn, và nó sẽ làm bởi vì Innate đang cùng lắng nghe bài dẫn kinh này với bạn. Bạn chính là cái tâm thức khởi động sự thay đổi bên trong Innate của chính mình. Innate còn được lập trình để làm những việc gì mà bạn vẫn chưa hiểu được. Để tôi nói cho bạn nhé. Ngay bây giờ, đối với tất cả những ai đang lắng nghe, các bạn thân mến, có một hệ thống được gọi là luân hồi. Nó chính là động cơ thúc đẩy sự tiến hóa tâm linh ở trong hành tinh của bạn mà bạn đang sống ở kiếp này. Bạn học được vài thứ, rồi bạn chết đi. Bạn được tái sinh trên hành tinh này và bên trong bộ nhớ Akashic ở DNA của bạn, hay tôi sẽ gọi đó là suối nguồn trí tuệ bên trong bạn. Nó nằm ở bên trong đó và gây áp lực lên bạn, và nhờ thế mà bạn sẽ không phải nhất thiết lặp lại cùng một hành động thêm một lần nữa. Một linh hồn già biết rõ nhiều điều mà những linh hồn trẻ không hề biết. Bạn thấy nhiều kẻ mới đến hành tinh và họ không hiểu được đầu cua ta nheo gì về những gì đang xảy ra ở đây. Bạn đã nếm trải qua tất cả. Cứ mỗi kiếp sống bạn lại xây thêm một thư viện trí tuệ. Khi bạn đang ngồi ở nơi này ngày hôm nay, bạn biết rằng mình là một linh hồn già. Bây giờ, Innate đã học được rằng hệ thống này cần điều này. Bạn đã sẵn sàng chưa? Đó chính là cái chết. Để cho bạn có thể tốt nghiệp và mang theo trí tuệ của mình bước tới kiếp sống tiếp theo, để có thể có được tâm thức thuộc linh cao hơn với khả năng cao lạ trong kiếp sống tiếp theo, dù cho bạn có thực sự đạt được tiến bộ đó hay không, thì khả năng tiến bộ chỉ có thể tồn tại thông qua việc chết đi để rồi tái sinh. Bạn có bắt đầu nhìn thấy được tôi đang muốn nói tới điều gì hay không? Innate sẽ cố tình cho bạn một kiếp sống ngắn ngủi. Cái hệ thống này thật kỳ diệu. Rồi đột nhiên, hoàn toàn bất ngờ, bạn đã vượt qua điểm mốc. Bạn bước vào giai đoạn mà những người Pleiadians đã biết rằng loài người sẽ bước qua. Lần đầu tiên trong lịch sử, bạn có khả năng thực hiện điều mà chúng tôi đã nhìn thấy bạn có thể làm từ 20 năm trước đây. Khi tôi đến với hành tinh này, tôi đến với cộng sự của tôi và tôi tự hỏi liệu cái tính cứng đầu của anh ta có cho phép dẫn ra một bài nói, một thông điệp như thế này hay không? Tôi muốn tất cả các bạn hãy bắt đầu nói với Innate rằng bạn không cần phải chết mới có thể sống đúng với lại điều mà bạn đang nghe vào lúc này về một tư tưởng tâm linh tiến bộ, rằng với chính kiếp sống này của bạn, không cần phải chết đi. Bạn có thể tiến về phía trước, bạn không cần phải chết, bạn không cần phải tái sinh. Bạn có thể tự mình làm được, vì nó nằm trong DNA của bạn, nó đang bắt đầu lớn lên từng ngày. Khi bạn đạt đến số 36, hãy xem thần số học đi, mọi thứ đã được hoàn thành. Giờ các bạn có thể có khả năng để tiếp tục ở lại. Innate không biết điều này. Bạn đã phải trải qua những kiếp sống ngắn ngủi qua hàng ngàn năm để có thể tiến hóa tâm linh. Tôi hy vọng mình đã nói rõ ràng. Cộng sự của tôi hiểu rằng khi trao thông tin này cho các bạn theo cái cách mà các bạn có thể hiểu được, chuyện gì sẽ có thể xảy ra nếu như bạn không phải lặp lại việc tái sinh. Innate cần phải được biết rằng một cuộc đời trường thọ hơn chính là chìa khóa.
Bạn có thấy nó hợp lý không, các bạn thân mến? Nó có logic đối với bạn không, rằng bạn có thể đạt được nhiều thứ hơn trên hành tinh này nếu như bạn không phải cứ tái sinh rồi lớn lên một lần nữa, hay ở lại? Vài người trong số các bạn đã từng trải qua cái điều mà chúng tôi sẽ gọi là tiềm năng từ kinh nghiệm cận tử. Giờ thì đó là lúc mà có lẽ cái phần nghiệp ở bên trong bạn nghĩ rằng bạn cần cái chết để có thể đồng bộ hóa những khả năng tồn tại bên trong bạn, và nó đẩy bạn vào cái nó nghĩ là bạn cần để được hoàn chỉnh, vì bạn cần phải được tái sanh ra rồi tiếp tục, vì đó là con đường duy nhất nó biết để bạn có thể mang trí tuệ này vượt ra khỏi bức màn Maya. Nhưng giờ bạn đã bắt đầu chạm vào được higher self của mình. Bạn có thể mang higher self vào trong kiếp sống hiện tại. Bạn có thể kinh ngạc. Một vài người có thể gục xuống khóc và rồi họ quay trở lại với một tính cách hoàn toàn khác. Và nó đã xảy ra với những người đang lắng nghe vào ngay lúc này. Vài năm trước các bạn là ai? Cũng là bạn như bây giờ ư? Cùng lối suy nghĩ, cùng những hành động ư? Có nhiều người trên trái đất này sẽ nói, đúng, tôi vẫn là con người như cũ thôi. Tôi đã bẩm sinh là như thế. Bởi vì không, bạn đã biết bạn đã thay đổi tâm tính, thay đổi cả bản chất con người bên trong bạn, thậm chí là thay đổi cả cấu trúc thân thể vật lý của chính mình. Có những người có mặt trong hội trường này đã ngưng lão hóa. Tôi đang nói về điều đó. Chìa khóa để ngưng quá trình lão hóa, như các bạn đã được cho biết vào ngày hôm nay, là bằng cách giao tiếp với innate và nói rằng bạn không cần phải chết để tiến hóa tâm linh. Bạn có thể thực hiện điều này theo bất cứ cách nào bạn muốn. Hãy học cách làm thế nào để xây dựng những lời khẳng định tích cực. Hãy liên lạc với cơ thể thông qua bất cứ quá trình nào mà bạn biết nó sẽ giúp bạn trao đổi, mà bạn biết chắc rằng bạn đang trò chuyện với thân thể trí tuệ của mình. Để tôi nói cho các bạn biết rằng các bạn không cần phải thuyết phục nó đâu. Nó biết ngay khi bạn bắt đầu thực hiện quá trình biến đổi tâm thức của chính mình. Đó là bản thỏa thuận đã được ký kết. Bạn có nghe không? Và innate biết bạn là ai. Nó là thân thể thông minh. Nó biết và nó muốn hợp tác ngay khi nó thấy bạn đang đi trên con đường tiến hóa tâm linh mới. Bạn có thể sống lâu hơn là bạn mong muốn đấy. Vậy nên, đó là điều tiếp theo. Hãy giữ cho mình khỏe mạnh trong khi bạn không còn già đi nhé. Chuyện này có khó không? Không hề. Nó có đầy tình yêu thương không? Có đấy. Nó có mới mẻ không? Có. Tôi chỉ vừa cho các bạn một khía cạnh mà tôi chưa từng bao giờ có thể trao thông tin này cho nhân loại, và đêm nay là lần đầu tiên các bạn được nghe về nó. Trong năng lượng của quá khứ, bạn đã phải vượt qua bức màn để biết được điều này. Đã tới lúc các bạn biết được sự thật rằng các bạn thậm chí còn có thể làm chủ thời gian. Trên hành tinh này, các bạn mạnh mẽ như thế đấy. Các bạn sắp sẽ thấy được nó. Và khi nó xảy ra, các bạn sẽ tin. Không phải tất cả trong các bạn đều có thể làm được bằng cùng một mức độ. Đó là bởi vì mỗi người các bạn là những cá nhân khác nhau. Các bạn thân mến, tôi biết các bạn là ai hơn những linh hồn già của hành tinh này. Hãy tỉnh thức và nhận biết về quá trình cho một đời sống kiểu mới. Và trong quá trình ấy, bạn đừng sợ khi thấy những thứ đang xảy ra xung quanh mình, vì sẽ có những người không đồng ý, những người không làm được, những người không hiểu được. Có đôi lúc, sự khác biệt của một cá nhân làm cho người khác rất sợ hãi. Nó sẽ không mãi luôn là như thế đâu, bởi vì sẽ tới một lúc khi mà tất cả nhân loại đều biết điều mà tôi đang dạy ở đây. Và đó là thông điệp của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, bạn có thể like, subscribe và ấn vào nút chuông để nhận được những thông báo về video mới nhất của channel. Bạn có thể donate cho channel với thông tin tài khoản ở phía dưới để ủng hộ cho hoạt động dịch thuật những thông điệp từ Cryon. Cảm ơn và chúc các bạn một ngày vui.